thì Vũ ơi, năm mới cũng sắp tới rồi và tất cả các khán giả đang xem live stream trực tiếp trên fanpage của Vũ Sơn Trinh Hết, em rất là muốn lời chúc năm mới đến từ Thành Viên. Rất là nhiều. Sơn Trinh ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ